Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh khoa học Tốt Thú Vị. Các bạn thân mến, mới đây ngày 4 tháng 6 năm 2020, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Thiên Văn Học và Vật Lý Thiên Văn. Các nhà khoa học người Đức đã phát hiện ra một ngoại hành tinh vô cùng đặc biệt. Không chỉ có khả năng sinh sống mà ánh sáng từ ngôi sao chủ của nó còn rất giống với mặt trời. Và nó được coi là bản sao của trái đất và mặt trời. Vậy hôm nay, Tốt Thú Vị mời các bạn cùng đi khám phá bí ẩn mới được phát hiện này. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để ủng hộ Tốt Thú Vị. Nào, chúng ta hãy cùng đi khám phá. Chúng ta có đơn độc trong vũ trụ hay không? Đây là một câu hỏi lớn luôn thôi thúc các nhà khoa học đi tìm câu trả lời. Nhằm giải mã được câu hỏi đó, việc ưu tiên số 1 của các nhà khoa học là săn tìm các ngoại hành tinh có điều kiện lý tưởng cho sự tồn tại của sự sống. Tính đến thời điểm hiện tại, nhân loại đã phát hiện ra khoảng hơn 4.000 ngoại hành tinh ngoài hệ mặt trời. Hầu hết các ngoại hành tinh được phát hiện, chúng đều quay quanh các ngôi sao lùn đỏ. Điều này thì không hoàn toàn bất ngờ, bởi vì như các bạn đã biết, sao lùn đỏ là loại sao phổ biến nhất trong thiên hà. Nó thông thường nhỏ hơn mặt trời của chúng ta, nhưng lại phát ra bức xạ hồng ngoại lớn hơn. Mặt khác, phần đa các ngoại hành tinh được phát hiện lại có khoảng cách rất gần ngôi sao chủ. Chính vì vậy, để có sự sống kiểu trái đất tồn tại trên các ngoại hành tinh này là một điều rất khó. Thế nhưng mới đây, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Thiên Văn Học và Vật Lý Thiên Văn ngày 4 tháng 6 năm 2020. Một nhóm các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Hệ Mặt Trời Max Planck của Đức, họ đã phát hiện ra một ngoại hành tinh có điều kiện lý tưởng cho sự phát triển của sự sống. Không những vậy, ánh sáng mà nó nhận được từ ngôi sao chủ rất giống ánh sáng của trái đất nhận được từ mặt trời. Và nó được các nhà khoa học đặt tên là hành tinh KOI-456.04. Để phát hiện ra ngoại hành tinh này, nhóm nghiên cứu đã phân tích lại những dữ liệu cũ của kính viễn vọng không gian Kepler. Ngoài ra, họ đã sử dụng những thuật toán mới để phân tích cường độ sáng của ngôi sao và tính toán sự hiện diện của ngoại hành tinh KOI-456.04. Qua đó, họ cho rằng ngoại hành tinh có kích thước nhỏ hơn 2 lần kích thước của trái đất. Bán kính của nó được ước tính gấp khoảng 1,9 lần bán kính của trái đất, tức nó có bán kính vào khoảng 12.000 km. Với bán kính này, nếu con người có thể đặt chân lên bề mặt của nó, thì có lẽ chúng ta sẽ không phải lo lắng cho sự chật chội đang dần xảy ra với trái đất thân yêu của chúng ta. Ngoài ra, các nhà khoa học cho rằng hành tinh KOI-456.04 dường như nó có một khoảng cách tới ngôi sao chủ tương đương với khoảng cách từ trái đất đến mặt trời. Theo tính toán, thì khoảng cách đó vào khoảng 1,089 AU, tức khoảng 163 triệu km. Ở khoảng cách này, hành tinh mất 378 ngày trái đất để hoàn thành một chu kỳ quỹ đạo. Điều này có nghĩa, một năm trên KOI-456.04 tương đương 378 ngày trên trái đất. Với chu kỳ quỹ đạo này, ngoại hành tinh được coi là có khoảng cách và chu kỳ quỹ đạo tương đồng với trái đất của chúng ta. Một năm trên ngoại hành tinh chỉ nhỉnh hơn khoảng 10 ngày so với một năm trên trái đất. Qua đây, chúng ta có thể thấy ngoại hành tinh KOI-456.04 có thể được ví là phiên bản lớn hơn của trái đất. Điều quan trọng nhất là, ở khoảng cách này, ngoại hành tinh nhận được khoảng 93% so với lượng ánh sáng của trái đất nhận từ mặt trời. Đây quả thực là một điều tuyệt vời, nó mang lại hy vọng cho chúng ta về một trái đất thứ hai. Đối với bất kỳ một ngoại hành tinh nào, khi xét đến chỉ số của sự sống, điều quan trọng nhất là nó nhận được bao nhiêu ánh sáng từ ngôi sao chủ. Điều này rất quan trọng bởi vì một trong những trở ngại lớn nhất đối với khả năng sinh sống của ngoại hành tinh là chúng bị các tia bức xạ năng lượng cao của ngôi sao chủ bắn phá. Còn với KOI-456.04, kể từ khi phát hiện ra, các nhà khoa học cho rằng đây là một bản sao của trái đất và mặt trời. Nếu trên ngoại hành tinh có một bầu khí quyển chủ yếu với các hiệu ứng nhà kính nhẹ như trái đất, thì nhiệt độ trung bình bề mặt của ngoại hành tinh này sẽ vào khoảng 5 độ C, thấp hơn 10 độ C so với nhiệt độ trung bình của trái đất. Và khi đó, chắc chắn đây sẽ là nơi lý tưởng để chúng ta dừng chân. Thế nhưng do ngoại hành tinh này được phát hiện bằng những dữ liệu cũ của Kepler, nên các nhà khoa học mới chỉ có 85% tin tưởng đó là một ngoại hành tinh. Như các bạn đã biết, đối với một ngoại hành tinh, chúng ta cần vượt qua ngưỡng 99% để trở thành một ngoại hành tinh được chứng nhận.
Để có được mức độ chắc chắn ấy, các nhà khoa học cần có sự quan sát trực tiếp đối với ngoài hành tinh. Họ đang hy vọng trong tương lai khi kính viễn vọng không gian James Webb đi vào hoạt động, nó có thể hoàn thành nhiệm vụ quan sát và chứng thực ngoại hành tinh này. Sở dĩ cho tới nay, các nhà khoa học mới phát hiện ra ngoại hành tinh KOI-456.04 là bởi vì nó nằm ở một khoảng cách rất xa trái đất. Theo tính toán, ngoại hành tinh này nằm trong quỹ đạo của một ngôi sao có tên là Kepler-160, cách trái đất 3.140 năm ánh sáng. Đây quả thực là một điều đáng tiếc đúng không các bạn? Bởi vì ở khoảng cách này, với khoa học hiện nay chúng ta chưa có bất kỳ một phương án nào để có thể ghé thăm ngoại hành tinh. Có lẽ các nhà khoa học chỉ biết đứng từ xa, quan sát và phân tích về nó. Thật là những điều thú vị phải không các bạn? Hãy để lại bình luận cảm nhận của mình bên dưới video để chia sẻ cùng với mọi người nhé! Như Hải Yến đã nói ở trên, ngoại hành tinh mới được phát hiện quay quanh ngôi sao chủ Kepler-160. Với ngôi sao này, nó cũng được coi là bản sao của mặt trời. Và bây giờ, xin mời các bạn cùng đi tìm hiểu về những chỉ số trên ngôi sao này nhé! Quan sát trên bầu trời, đây là một ngôi sao nằm trong chòm sao Thiên Cầm, với độ sáng biểu kiến là 13,1. Chính vì vậy, chúng ta không thể quan sát nó bằng mắt thường được. Nếu bạn muốn quan sát ngôi sao, bạn cần có sự hỗ trợ của kính thiên văn. Về kích thước, nếu ta so sánh với mặt trời thân yêu của chúng ta, thì nó quả thực là một bản sao cả về nghĩa đen và nghĩa bóng. Theo tính toán thì bán kính của ngôi sao vào khoảng 778.500 km. Với bán kính này, nó tương đương 1,118 lần bán kính của mặt trời. Điều đặc biệt, đây cũng là một ngôi sao dãy chính giống mặt trời của chúng ta. Còn về khối lượng thì nó lại nhẹ hơn mặt trời của chúng ta một chút. Nó chỉ có một khối lượng tương đương 88% khối lượng của mặt trời. Về nhiệt độ bề mặt của Kepler-160 cũng khá tương đồng. Nó có nhiệt độ bề mặt được ước tính vào khoảng 5.471 độ K. Với nhiệt độ này, nó chỉ thấp hơn nhiệt độ bề mặt của mặt trời khoảng 300 độ K. Chính bởi vậy, độ sáng của ngôi sao chỉ gấp 1,01 lần độ sáng của mặt trời. Qua đây chúng ta có thể thấy, dường như mọi chỉ số của ngôi sao Kepler-160 đều khá tương đồng với các chỉ số của mặt trời. Ngoài ra, ngoại hành tinh KOI-456.04 cũng có khoảng cách và quỹ đạo tương tự trái đất. Chính bởi vậy, nó được coi là bản sao của trái đất và mặt trời. Ngoài hành tinh KOI-456.04 ra, các nhà khoa học trước đó còn phát hiện hai hành tinh chị em khác cũng quay quanh ngôi sao chủ Kepler-160 ở khoảng cách gần hơn. Chúng được đặt tên lần lượt là Kepler-160b và Kepler-160c. Trong đó, hành tinh Kepler-160b là hành tinh gần sao chủ nhất. Nó chỉ cách ngôi sao chủ một khoảng cách tương đương 0,055 AU, tức 8,25 triệu km. Ở khoảng cách này, hành tinh có một quỹ đạo rất nhanh. Nó chỉ mất vỏn vẹn 4,3 ngày để hoàn thành một chu kỳ quỹ đạo. Điều này có nghĩa, một năm trên hành tinh Kepler-160b chỉ tương đương với 4,3 ngày trên trái đất. Và với những chỉ số này, chắc chắn hành tinh Kepler-160b bị ngôi sao chủ khóa thủy triều và nó quá khắc nghiệt để chúng ta hy vọng tồn tại sự sống ở trên đó. Còn hành tinh Kepler-160c, nó nằm cách ngôi sao chủ một khoảng cách là 0,12 AU, tức 18 triệu km. Đây cũng là một khoảng cách rất gần sao chủ. Ở khoảng cách này, hành tinh mất khoảng 13,8 ngày trái đất để hoàn thành một chu kỳ quỹ đạo. Điều này có nghĩa, một năm trên Kepler-160c chỉ tương đương 13,7 ngày trái đất. Và đây là một ngoại hành tinh khá lớn, nó có bán kính gấp khoảng 3,76 lần bán kính của trái đất. Trong ba hành tinh quay quanh ngôi sao chủ Kepler-160, chúng ta dễ dàng nhận thấy chỉ có hành tinh KOI-456.04 nằm trong vùng có thể sống của ngôi sao chủ. Và điều quan trọng hơn, nó nhận một lượng ánh sáng từ ngôi sao chủ tương đương 93% lượng ánh sáng từ trái đất nhận được bởi mặt trời. Nếu để đích thực là một ngoại hành tinh, thì nó sẽ trở thành ứng cử viên ngoại hành tinh có điều kiện lý tưởng nhất cho sự phát triển của sự sống, từng được các nhà khoa học phát hiện. Và để được chứng nhận là một ngoại hành tinh, nó cần vượt qua con số 99%. Hải Yến hy vọng rằng trong một tương lai không xa, các nhà khoa học sẽ có những phân tích và quan sát thêm về ngoại hành tinh này. Khi đó, giấc mơ tìm thấy một người chị em của trái đất trong thiên hà có lẽ sẽ trở thành hiện thực.
Vậy là hôm nay, Tô Thú Vị và các bạn đã cùng đi khám phá những bí ẩn của ngoại hành tinh mới được phát hiện KOI-456.04. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Nếu thấy video hay, hãy like, share và comment bình luận của mình bên dưới video để ủng hộ Tô Thú Vị các bạn nhé. Và bây giờ như thường lệ, xin mời các bạn tiếp tục lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình để cùng Tô Thú Vị đi giải mã các bí ẩn khác của vũ trụ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.